Kỳ Duyên nói gì khi netizen tiếc chỉ được danh xưng Hoa hậu Việt Nam? Phản ứng của Kỳ Duyên khi được nhắc về danh hiệu cao quý làm cho không ít người vô cùng bất ngờ. Cách đây khoảng 8 năm về trước, trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2010, bốn Kỳ Duyên đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để trở thành chủ nhân của vương miện cao quý. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian đăng quang, người đẹp liên tiếp vướng vào một số ồn ào đời tư không đáng có. Đứng trước luồng ý kiến trái chiều từ công chúng, cô dần dần chuyển hướng sang lĩnh vực thời trang và gặt hái nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ. Mới đây trên trang cá nhân, Hoa hậu Kỳ Duyên đã đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô cùng Minh Triệu lên đồ đầy sang chảnh. Ngay lập tức hai người đẹp nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ phía cư dân mạng bởi quá đỗi xinh đẹp và quyến rũ. Tuy nhiên ở trong loạt bình luận tán thưởng sắc đẹp của hai cô nàng, có một khán giả đã để lại ý kiến tiếc nuối vì danh hiệu cao quý của Kỳ Duyên. Hoa hậu Việt Nam nói tới buồn cho bà, không xuất khẩu không liên quan gì Hoa hậu Việt Nam luôn, chỉ được danh xưng. Trước ý kiến này, người đẹp nhanh chóng khéo léo trả lời, đấy là mình bạn thế vậy. Trải qua gần một thập kỷ sau khi trở thành Hoa hậu, Kỳ Duyên được nhiều khán giả nhận xét diện mạo cùng vóc dáng ngày càng lên hương rõ rệt. Trước đó người đẹp từng bị body shaming bởi thân hình kém săn chắc và khuôn mặt có phần tròn trịa. Để có ngoại hình xinh đẹp như thời điểm hiện tại, cô đã không ngừng luyện tập và theo đuổi chế độ giảm cân vô cùng gắt gao.